Khu vực sân vận động chính Asiad thành phố Busan ngày 15 tháng 10 vừa qua đã nhuộm trong sắc tím, khắp các con đường trên thành phố cũng tràn ngập dòng người và các biểu tượng màu tím. Đó là bởi đây là nơi diễn ra buổi biểu diễn của nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đại BTS cầu chúc cho Hàn Quốc giành quyền đăng cai thành công triển lãm thế giới Busan 2030. Màu tím chính là màu sắc biểu tượng của nhóm nhạc. Từ rất lâu trước khi bắt đầu từ sự kiện, khu vực xung quanh sân biểu diễn chật kín người hâm mộ BTS đến từ khắp nơi trên thế giới. Một người hâm mộ đến từ New York, Mỹ chia sẻ đã trở thành fan của BTS từ năm 2018, từng môn đến Busan từ rất lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội. Buổi biểu diễn không chỉ thu hút hơn 50.000 khán giả tới sân vận động chính Asiad mà còn được phát trực tiếp tại hai sân khấu đặc biệt ngoài trời. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các tiết mục biểu diễn của BTS tại hai màn hình lớn đặt tại bến tàu khách quốc tế cảng Busan và bãi biển Haeundae. Hơn 10.000 khán giả không thể theo dõi buổi biểu diễn tại sân vận động chính Asiad đã tập trung kín tại hai địa điểm này để cùng tận hưởng sức nóng của buổi diễn tại buổi biểu diễn lần này bts đã trình diễn cả ca khúc mới cho người hâm mộ buổi biểu diễn đã trở thành nơi người hâm mộ từ khắp mọi nơi đủ các thế hệ cùng hy vọng hàn quốc giành quyền đăng cai thành công world expo một khán giả cho biết trong số những người tham gia buổi diễn có rất nhiều người nước ngoài, trong đó có cả quan chức của Busan Expo. Hy vọng buổi biểu diễn sẽ là một cơ hội tốt để quảng bá cho thành phố Busan trong quá trình chạy đua giành quyền đăng cai World Expo. Buổi biểu diễn của BTS lần này được đánh giá vừa là cơ hội để thể hiện năng lực chạy đua World Expo của Busan, vừa giúp nâng cao vị thế của thành phố này trước cộng đồng quốc tế. Người hâm mộ khắp nơi trên toàn thế giới đều đang ủng hộ Busan giành quyền đăng cai thành công triển lãm thế giới vào năm 2030.